chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển. Sau với bao nhiêu lời hứa với mọi người và các bạn là hôm nay mình sẽ cùng với đôi ghe này sẽ ra biển và sẽ cùng trải nghiệm cho mọi người cùng xem là cái cách ngư dân làm việc trên thuyền và cuộc sống của họ như thế nào nha. Cái này là trong thời gian chờ đợi bạn xuống ghe và mấy anh sẽ gỡ cái ống bô để hạ xuống giống như bên này nè, để chặt nữa qua cái cầu cổ mai, cầu đó rất là thấp, ống bô này sẽ đụng và ghe này đã chạy lên khỏi cầu rồi các bạn. Có cái cầu Phước Tỉnh ở dưới kia, có lẽ là chạy qua bữa hôm qua mình không có thời gian để mình lên quay cho bạn xem, nhưng mà bữa nay là ngày chạy biển cho nên là bắt đầu từ đây sẽ muốn qua cửa Vũng Tàu phải đi thêm hai cây cầu nữa, một cây cầu cổ mai nó rất là thấp và cầu Gò Găng thì nó cao thì ok, cầu Gò Găng thì chỉ đụng sợ đụng có cẩu thôi, còn cái bô là không có sợ đụng. Và bây giờ đề máy rồi các bạn, bạn chưa có đủ nhưng mà đề máy chạy qua Vũng Tàu lấy dầu, ghe đây chưa có lấy dầu mọi người. Hiện tại dự định là khoảng 8-9 giờ sáng mà cái này 10 giờ rồi mà vẫn chưa đủ bạn. Tại vì bạn ở tỉnh mình nhất là ghe cào này rất là khó khăn các bạn, khó kiếm lắm. Mà nhiều lúc có rồi thì có lúc chạy biển cũng chưa chắc là có đủ. Giờ ở đây có ba người bên cái dây, hai người nữa ba, hay là khoảng cỡ 6 hoặc 7 người à. Mà ghe đi là bữa nay tầm khoảng một đôi hai chiếc là cỡ 13 người. Tệ nhất là phải 12 người các bạn. Đó 13 hoặc 14 người. Bây giờ vẫn chưa đủ thì ghe chưa lấy dầu, phải chạy qua bên Vũng Tàu lấy dầu. Trong thời gian đó thì kêu bạn và sẽ chở bạn ra sau luôn, chứ không thể nào chờ lâu nữa được cái đâu các bạn. Nhưng biển đầu tiên là khổ vậy. Các bạn có thể là xem những cái đoạn này có thể là nó hơi dài xíu, nhưng mà mình muốn phản ánh rõ cái nghề biển, là bắt đầu chạy biển là nó khó khăn là từ lúc đó đó. Bây giờ sẽ mở dây ra. Trời ơi. Bắt đầu rồi bến. Bữa nay là khoảng cỡ ở chỗ đây khoảng 3 đôi chạy các bạn. Đôi mình đang đứng đây và đôi ghe đây và đôi ghe kia. Mình sẽ làm người hướng dẫn bắt đắc dĩ. Ở ghe giả mình đang đứng đây là có khoảng đó là cả tài công rồi nữa là 4 người, mình nữa là 5 người các bạn. Bây giờ dây là chỉ có 2 người thôi. Đã lái lại lại đó để nó cạ vô đây này, cạ vô ghe này.
bây giờ chuyển đồ xuống ghe. Đây là gồm máy móc đồ đạc của anh em đi biển rồi. Máy đó là máy giám sát hành trình nha các bạn. Có hai cái, một cái bên ghe dây, một cái bên ghe giả. Cái đó là nó khoảng cỡ hơn 20 triệu. Theo cái quy định nhà nước là người ta kêu phải gắn cái máy đó. Rồi bây giờ cái neo xuống. Đáng lẽ hồi nãy dự định là chiếc ghe dây chạy vô, nhưng mà thôi anh em bạn bên ghe giả đông cho nên là đưa ghe giả vô lấy luôn. Công tác chuẩn bị đi biển là hơi bị nhiều việc lắm á các bạn, nhưng quan trọng là bạn thiếu là nó mệt lắm. Đây là cái máy GPS giám sát hành trình ghe tàu nè các bạn. Đây là cái miếng năng lượng, đây giống như cái năng lượng mặt trời. Cái này mình cũng không rành, các bạn cũng ai biết thì bình luận dưới nha. Ồ, thấy lạ lạ. Cái đây mình nghĩ là cái đây nó nằm ở trên mui chơi. Có lẽ là miếng này năng lượng mặt trời để sạc vô đây. Đây mình nghĩ là cái cục vệ tinh. Vẫn còn chờ một người bạn nữa các bạn, cho nên ghe chưa có thể nào mà khởi động được. Bây giờ mình sẽ cùng xuống phụ anh em dọn đồ ở dưới nha. Bây giờ anh em đang dọn đồ quá trời luôn các bạn. Đồ ở là nhiều. Đi từ bao bị ra đây bỏ không? Bị ra bỏ. Để dưới đây hả? Rồi sau một hồi chờ bạn lấy đồ, bây giờ ghe bắt đầu cuộc hành trình, đó chính là chạy qua bên Vũng Tàu để lấy dầu nha các bạn, và chờ thêm một vài người bạn nữa chứ bạn vẫn chưa đủ. Khi mà bắt đầu chạy ra khỏi biển là mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết là những nhân vật chính ở trên ghe này nha. Chỉ huy là cái giả chạy trước, trừ khi mà bị mắc cạn hay gì cái dây mới chạy trước thôi, chứ thường là đa số là cái giả sẽ dắt đầu cái dây mới chạy theo. Đó, cái dây sẽ đi ra nhỏ và chờ cái giả chạy tới. Trước kia có chiếc ghe Phước Hải, ghe giả tôm đang chạy trước các bạn. Ghe giả tôm đó đi khoảng cỡ 20 ngày. Và hy vọng rằng chuyến biển này mình sẽ đi theo và có những video hay cho các bạn và quý vị cùng xem. Và nhất là những người vợ của những người đi biển sẽ hiểu biết được nghề giã cào là như thế nào và cuộc sống ở biển là như thế nào. Hy vọng rằng mình sẽ khi có mặt mình ở trên ghe sẽ có một xíu gì có ích cho anh em đi biển, và sẽ một xíu gì để cho anh em khỏe hơn. Sẽ vượt qua.
Mọi người có để ý thấy cái bu xanh đây không các bạn? Để mình xin giải thích thêm rằng cái bu nó có ý nghĩa như thế nào nha. Khi mà cái lạch người ta là làm cái lạch cho ghe thuyền chạy thì người ta sẽ bỏ hai loại bu, đó chính là bu màu xanh và bu màu đỏ. Ghe này cũng ở cũng biển số là Bà Rịa Vũng Tàu như mình luôn. Và anh em ghe nên đó là khoảng cỡ 5 hoặc 6 người các bạn. Mình cũng quay nhiều video cho bạn cùng xem rồi.